Bộ sản phẩm có tính năng có thể kết nối một nút bấm với nhiều loa chuông và ngược lại, một loa chuông với nhiều nút bấm. Xin chào các bạn, ở video trước mình đã giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm chuông cửa không dây không sử dụng pin với mã sản phẩm LP100FW. Thì ở video này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tính năng của sản phẩm và ưu điểm của sản phẩm này. Ở trên tay mình đây đang là bộ sản phẩm chuông cửa không dây không sử dụng pin Limtech LP100SW. Thì ở trên thị trường thì sẽ có hai phiên bản, thì sẽ là phiên bản thường và phiên bản quốc tế. Ở trên tay mình đây là phiên bản quốc tế chính hãng, thì nó sẽ có bao gồm những chứng chỉ chất lượng ở đây. Và một điều nhận biết nữa đó là sẽ có in model của sản phẩm ở trên nút bấm và loa chuông như thế này. Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các tính chức năng ở trên loa chuông của bộ sản phẩm này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cắm loa chuông vào ổ điện 220 như thế này. Như chúng ta thấy ở trên loa chuông sẽ có 3 phím chức năng. Phím bên phải ở đây sẽ là phím tăng giảm âm lượng. Thì phím tăng giảm âm lượng ở đây sẽ có 4 mức âm lượng khác nhau. Thì đây là phím âm lượng là mức trung bình, nhỏ dần và tắt âm. Đây sẽ là phím âm lượng to nhất. Và nút nhạc ở đây sẽ là phím chỉnh các bản nhạc chuông khác nhau. Bộ sản phẩm sẽ có 25 bản nhạc chuông khác nhau. Chúng ta chỉnh ở đây. Và phím ngoài cùng bên tay trái sẽ là phím tắt âm. Khi chúng ta sẽ ấn phím tắt âm này thì bấm nút bấm ở ngoài thì sẽ chỉ sáng đèn và không kêu. Và chúng ta muốn bật lại âm lượng thì chúng ta chỉ cần ấn nút tắt âm lại một lần nữa là được. Bộ sản phẩm chuông cửa không dây này thì có nút bấm có khả năng chống nước. Thì sau đây thì mình sẽ test cái khả năng chống nước của sản phẩm. Thì mình sẽ thả nút bấm vào trong nước như này và mình bấm thì xem sản phẩm có kêu hay không. Như vậy là mình đang để nút bấm ở trong nước thì bấm chuông thì vẫn kêu. Sau đây ra mình sẽ để nút bấm ra ngoài và bấm chuông. Và chuông vẫn hoạt động bình thường. Bộ sản phẩm có tính năng có thể kết nối một nút bấm với nhiều loa chuông và ngược lại, một loa chuông với nhiều nút bấm. Thì ở trên đây đang có là 3 nút bấm và 2 loa chuông. Thì đây là đã có một bộ kép nối sẵn và hai bộ nút bấm ở đây chưa kép nối với loa chuông nào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa nút bấm và loa chuông để ấn bất kỳ một trong 3 nút bấm đều sẽ kêu ra cả hai loa chuông. Để ghép nối nút bấm với loa chuông thì đầu tiên chúng ta sẽ ấn 3 lần nút tăng giảm âm lượng. Sau đó nhấn giữ nút tắt âm sao cho đèn LED ở trên loa chuông nháy vòng tròn, rồi chúng ta bỏ tay ra. Sau đó chúng ta sẽ ấn nút bấm khi chưa học lệnh. Như vậy là chúng ta đã ghép nút bấm đầu tiên vào với loa chuông và làm tương tự với nút bấm thứ hai. Như vậy là mình đã vừa ghép nối giữa 3 nút bấm và 2 loa chuông. Thì bây giờ mình sẽ test là ấn bất kỳ một nút bấm nào thì cả 2 loa chuông đều kêu. Như vậy là mình đã ấn cả 3 nút bấm thì là cả 2 loa chuông đều kêu. Thì bộ loa chuông này thì sẽ có khả năng tiếp sóng được cho nhau từ bộ loa chuông thứ nhất đến bộ loa chuông thứ hai, thì sẽ giúp tăng khoảng cách truyền tín hiệu từ nút bấm đến loa chuông. Để lắp đặt bộ chuông cửa không dây này thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ có hai cách lắp đặt. Thứ nhất là có thể sử dụng miếng dán 3M có sẵn trên sản phẩm. Chúng ta có thể bóc miếng dán 3M ra và dán trên cùng một mặt phẳng là được. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ bắt vít sản phẩm. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải mở mặt nắp của nút bấm lên như thế này, thì chúng ta sẽ có thấy hai lỗ để bắt vít. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp mặt nắp lên trên và bấm hai chốt ở bên trên như thế này.
vậy là chúng ta có hai cách lắp đặt bộ sản phẩm này. Như vậy mình vừa giới thiệu tới các bạn chi tiết về bộ sản phẩm chung cửa không dây không sử dụng pin Limtech LP100SW. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm có thể liên hệ với mình qua số hotline 1900 868663, hoặc các bạn có thể để lại comment ở dưới phần video.